Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam, Chuyên và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. HQ Sing cùng với Bose, JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 miễn phí trọn đời sản phẩm. Ôi, Trâm Huy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới. Và ngày hôm nay, người thủ lãnh đối lập của Putin đã chết trong nhà tù. Chúng tôi gửi đến quý vị bản tin rất đau buồn cho nỗ lực chống lại Putin, tổng thống của Nga. Thế nhưng đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Mây mù sáng nay thấy đã hiện trên bầu trời, khi nào thì mưa? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó mặc dù thấy mây mù nhưng mà nhìn dự báo thời tiết thì họ nói là nguyên ngày hôm nay cũng vẫn chưa có mưa. Hôm nay với ngày mai đó thì thấy là nhiệt độ vẫn ở mức trung bình khoảng đâu 65 cho đến 66 độ. Hôm nay đó gió không nhiều nhưng mà bắt đầu ngày mai quý vị thấy là gió lớn hơn một tí rồi. Cơ hội mà mưa thì như bắt đầu từ ngày Chủ nhật lên trên 20% để rồi qua đến thứ hai đó là coi như mưa lớn mà dầm về kéo qua đến thứ tư tuần sau thôi quý vị. Như vậy là chắc chắn là sáng thứ hai là có mưa. Thưa quý vị, trong khi đó tình hình tài chính tại Hoa Kỳ này sau khi đã lên trở lại giờ đây thì thị trường Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 đều xuống cả. Dow Jones xuống 83 điểm, Nasdaq xuống 67, S&P 500 xuống 8 điểm. Các mối quan tâm về phân lời vẫn tiếp tục. Lợi nhuận của các công ty, có những công ty công bố lợi nhuận tốt, nhưng mà rồi có những báo cáo khác cho thấy trong tháng 1 vừa qua người tiêu thụ bắt đầu giảm thiểu chi tiêu. Và điều đó cũng dễ hiểu, sau Tết dương lịch. Và kể cả Tết ta nữa thì cộng đồng người Việt mình đâu có tiêu xài gì nữa đâu, bỏ tiền hết cho Tết ta rồi. Còn người Mỹ thì Tết Tây, Giáng sinh, Thanksgiving cũng đã tiêu hết rồi. Cho nên giờ đây họ giảm thiểu chi tiêu. Ngược lại thì công trái phiếu 10 năm vẫn tiếp tục tăng lên 4,3% trong ngày hôm nay. Dầu lên 10 sen thôi nhưng mà ở mức cao 78 đồng 13 sen. Vàng lên được 4 đồng 6, gần 2.020 đồng một troy ounce. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì phía nhà tù ở Nga đã chính thức đưa ra một cái báo cáo thông báo cho biết là chính trị gia đối lập với Putin, ông Alexei Navalny đã bị chết ở trong nhà tù. Ông mới có 47 tuổi. Thì thưa quý vị, lần cuối cùng mà thế giới cũng như là phía bên Nga đó đưa ra cái hình ảnh mà còn thấy ông xuất hiện là vào ngày 10 tháng Giêng như quý vị thấy, nhưng mà thật sự không phải là người thật ra tòa, mà ông xuất hiện tòa qua một cái hình ảnh từ Zoom để mà nghe những cái cáo trạng lãnh cái mức án 19 năm tù mà phía Nga gán cho ông đó. Nhưng mà quý vị cũng nhớ là cái thời gian đó sau khi mà cái hình ảnh video Zoom này xuất hiện thì phía luật sư và gia đình của Navalny đã lên tiếng kêu gọi thế giới là giống như là tự dưng bị mất liên lạc với ông trong vòng gần 2 tuần. Họ lo sợ cho cái sự an nguy của ông. Thì ra lúc đó là phía Nga đã thuyên chuyển ông đến một cái nhà tù khác mà không báo cho phía gia đình. Họ không liên lạc được cho nên họ lo sợ. Thì đến bây giờ đó, khi mà ông chết rồi đó thì ông bị thuyên chuyển đến một cái nhà tù gọi là IK3, thưa quý vị, nằm ở một cái khu vực vô cùng hoang vu gọi là Corp, cách Moscow đến 1.200 dặm. Cái nơi này đó là nằm ở trên Antarctica luôn, rất là vắng vẻ, thời tiết khắc nghiệt vô cùng mà báo chí ở châu Âu đó, họ ghi nhận là nơi này giam giữ những cái tù nhân mà có thể nói là những người mà chính trị gia đối lập với Putin và bị giam giống như gần như là biệt lập, thưa quý vị, mà không có được chăm sóc sức khỏe tốt. Thì bây giờ quay trở lại với cái chết của Navalny, phía nhà tù của Nga chỉ đưa ra một cái thông báo là sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương ở Nga, ông Navalny đang đi dạo ở trong sân của nhà tù thì nhưng mà lúc đó là ông đã cảm thấy không có khỏe và ông ngất xỉu và bất tỉnh ngay lập tức. Thì phía nhà tù nói là họ có nhân viên y tế ngay tại chỗ rồi thực hiện những cái phương pháp cấp cứu, nhưng mà tất cả đều không có thành công, ông qua đời. Thì bây giờ họ chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà người mẹ của ông Navalny đó, bà nói là mới hôm thứ Hai đầu tuần bà còn gặp được ông, thăm nuôi, và ông tỏ ra rất khỏe mạnh và không hề có những cái tư tưởng tiêu cực hay gì hết. Cho nên bà nói bà rất là nghi ngờ cái báo cáo mà phía nhà tù đưa ra là tình hình của ông nó tệ, dẫn đến cái chuyện mà ông bị chết như thế này. Và đương nhiên bây giờ tất cả các giới lãnh đạo ở châu Âu cho đến phía chính quyền Hoa Kỳ đều nghi ngờ cái bản báo cáo của Nga, và họ cho biết là muốn mở một cuộc điều tra vì sao mà ông chết đột ngột như vậy. Quý vị cũng nhớ là phía Putin đó là đã cố gắng đầu độc ông Navalny ở Đức vào năm 2020, nhưng mà lúc đó ông vẫn thoát được. Nhưng mà ông đã ngoan cường quay trở về Nga để mà tiếp tục đấu tranh với lại Putin, nhưng mà rồi đã bị bắt và bị lãnh một cái mức án 19 năm tù, để rồi cuối cùng Putin cũng không có tha cho ông. Nhà tù ở nơi đây thuộc một cái khu vực của Nga, nhưng mà họ cho tự lập bởi vì quá hẻo lánh luôn, cho nên ngay cả chính quyền Moscow họ cũng có các mối liên hệ rất là ít ỏi để cho người dân ở đây. Phần lớn giống như chúng ta thấy là người Bắc Cực đó, nhưng mà cái khu vực khủng khiếp lắm thưa quý vị. Và đó được xem là nhà tù nổi danh khắc nghiệt nhất trên thế giới này. Navalny trong thời gian qua đã sống trong nhà tù ở Moscow không thôi đó, cũng đã bị trù dập rồi. Và chưa kể anh cũng đã từng tuyệt thực vân vân để chống đối lại các nỗ lực mà cho rằng đây các phiên tòa đều diễn ra một cách hoàn toàn là theo ý của Putin, nhà độc tài của Nga. Giờ đây cái chết này đối với các chuyên gia họ nói rằng sẽ không còn ai đấy hết. Mới đây có một vài nhân vật cũng đối lập, nhưng mà họ muốn ra tranh cử để chống lại các nỗ lực mà phía Putin tìm cách xâm lược Ukraine. Thất bại hết, chỉ có mỗi hai nhân vật. Họ cũng là thuộc anh hùng bởi vì đấu với hùm với cọp ngay trong hang. Và mới đây thì một nhân vật chính trị muốn đối lập với Putin đã bị từ chối không cho ra tranh cử. Trong khi đó thì Navalny, lý do mà Putin rất sợ Navalny bởi vì anh nhận được cái sự hỗ trợ của cả quốc tế, xem anh là một thủ lãnh và thậm chí còn hỗ trợ. Đó cũng là lý do mà trong phiên tòa đó, họ đã cáo buộc anh đó là nhận tiền của nước ngoài, nhận tiền một cách bất hợp pháp để tìm cách lật đổ chính phủ và dẫn đến cái án tù khắc nghiệt nhất, trong nhà tù khắc nghiệt nhất. Giờ đây thì phía Nga không còn ai để có thể là một tiếng nói đối lập với Putin được nữa, dẫn đến cái cuộc bầu cử sắp tới mà chắc chắn là Putin hiện nay vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người Nga cho dù chiến tranh sắp bước vào năm thứ hai. Bước vào năm thứ ba, tức là tròn 2 năm. Đây là thành phố và khu vực Avdiivka, thưa quý vị. Đây, cái khu vực nhỏ xíu thế này đây, nằm trong tỉnh Donetsk. Donetsk là khu 4 vùng chiến thuật mà Nga đã chiếm đóng trong suốt 2 năm qua. Donetsk này còn mỗi một cái khu vực rất nhỏ, Avdiivka này thôi. Trước đây thành phố này nhỏ nhỏ như là Garden Grove vậy đó. Nó có khoảng trên dưới 33.000 người dân cư ngụ của Ukraine. Và cái khu vực sườn phía đông này của Ukraine đó, nó cũng rất là quan trọng cho Nga. Bởi vì Nga muốn chiếm cả 4 vùng chiến thuật này, trong trường hợp mà xảy ra chiến tranh thì Nga có thể bảo vệ lãnh thổ bởi vì nằm sát biên giới với Nga. Thì đó là lý do Donetsk vô cùng quan trọng và họ đánh liên tục trong suốt gần 2 năm trời vừa qua, Nga vẫn không đánh nổi. Thế nhưng vận mệnh của Avdiivka theo các chuyên gia đến sáng nay đó thì có vẻ như kiệt quệ lắm rồi. Chuyện gì có thể xảy ra tại cái khu vực này? Cứ mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin Thời sự Thế giới ngay sau phần quảng cáo.